Xin chào mọi người, hôm nay là tối ngày 17 tháng 9 năm 2019. Em tên là Sa, em ở Công Tâm, số điện thoại liên hệ là 0938 203 714. Hôm nay em về một số loại lan rừng của vùng Công Tâm. Thứ nhất đó là tóc tiên ạ. Thứ hai đó là quế trắng tháng 8. Thứ ba đó là đại bạch hạc. Đại bạch hạc cây to mập ở vùng Tumarong và một ít mỹ dung dạ hương. Và hôm nay là có thêm cả kiếm ruby ạ. Kiếm ruby cũng khó là tìm, khó tìm được ở vùng Công Tâm của em lắm ạ. Lâu lâu thì mới có một vài cụm như thế này thôi. Rồi em sẽ giới thiệu từng hình cho bác xem ạ. Hình thứ nhất, hình thứ nhất là mỗi tấp tiên á, loại tấp tiên này, hình thứ nhất là mỗi hình là từ 10 cây đấy, 10 cây đến 11-12 cây. Mỗi hình là giá là 100 nhé, cứ 100 là mỗi hình, hình số 1 này ạ. Đó, em sẽ phân nó đồng đều nhau, có cây lớn, cây nhỏ. Hình số 2, hình số 2 đây ạ. Đây, hình số 3. Đây là hình số 3 ạ. Cứ cây to cây nhỏ là mình chia đều nhau. Đấy, từ 10 đến 11 12 cây. Đây là hình số 3. Hình số 4. Hình số 4 này ạ. 1 2 3 4 5. Đấy. Hình số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Hình số 5 nè. Rồi em xin giới thiệu bên quế ạ. Quế trắng tháng 8. Quế là một loại lan rất là đẹp. Đấy, phải nói là vừa đẹp mà vừa thơm nữa. Đấy, nó một loại lan rất là có giá trị. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hình số 1, 8 cây. Cứ quế trắng tháng 8 thì mỗi hình là 200.000 nhé. Đây là hình số 1 này ạ. Rồi, sang hình số 2. Hình số 2 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hình số 2, 11 cây. Hình số 3 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây. Đấy, hình số 3 có 12 cây. Hình số 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. Hình số 4 thì có vài cây lá xếp như thế này nhé. Này, đây cũng lá xếp này, đây, hai cây này, được ba cây lá xếp. Hình số 4 ạ, 9 cây. Rồi em xin chuyển qua bên đại bạch hạc. Đại bạch hạc này ở vùng Tumarong cho nên cây nó khá là mập. Đại bạch hạc lần này đẹp hơn lần trước này, có dề to và có thân nó cũng to hơn cái lần trước. Lần trước thì có nhiều cây nhỏ. Đây, hình số 1 có 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Hình số 11 có 11 cây. À, hình số 1 có 1 cây, 11 cây. Ở mỗi hình là 100.000 ạ. Tại mặt hàng em phân làm từng hình và mỗi hình là 100.000. Hình số 2. Hình số 2 đây ạ. 1 2 đó. Ngắn nhưng mà nó có nhiều thân già và có thân thì nó mập. 3 4 5 6 7 một bụi to này. 8 bụi đây cũng to này. Hình số 2 có 8 dê. Rồi hình số 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hình số 3 cũng 8 dê. Hình số 3 thì cây nó dài hơn một tí. Hình số 4. Số 4 thì có những dê to. 1 2 3 4 5 6. À, hình số 4 thì có 6 dê nhé. Đấy, vì hình số 4 có những cái dê to. Hình số 4 ạ. Hình số 5. Số 5 đây ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dê. Hình số 5 8 dê. Hình số 6. 1 2 3 4 5 không dê to ạ. 6 7 8. Hình số 6 cũng 8 dê. Hình số 7. 1 2 3 4 5 6 7 dê, góc dê to rất đẹp ạ. 7 dê. Đó. Hình số 7. 7 dê. Rồi sang hình số 8 ạ. Hình số 8 là 3 dê to. Đây, bác có thể nhìn thấy này, 3 dê to này. Đó. Rồi hình số 9, hình số 9 cũng 4 dê to này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Hình số 9. Rồi hình số 10 đây ạ. 1 2 3 4 5. Đấy. Hình số 10 5 dề. 5 dề này khá là ok bởi vì có rất là nhiều thân già và thân tơ. Rồi hình số 11. Số 11 này thân cũng mập này. Đó, 1 này. Góc dề thân uốn đồ này. 2 này. 3 4 5 6 7 8. Rồi hình số 11 8 dê. Rồi em sang mỹ dung dạ hương ạ. Mỹ dung dạ hương này. Hình thứ nhất 150 4 cây. 4 cây to. 4 cây to như thế này. 150 ạ. Mỹ dung dạ hương hoa màu trắng và to cũng rất là thơm. Hình số 2 là 10 cây nhé. Hình số 2 10 cây. Đây ạ. Hình số 2 10 cây đây ạ. Đó. 10 cây này cũng 150 ạ. Rồi em sang kiếm ruby ạ. Kiếm ruby được 3 hình. À, hình thứ nhất đây. Được 3 dề nhỏ là 150. Đó. Đây nó có cái dề này nó có một đang có một cái chồi. Dề đây cũng đang có một chồi lên này. Chỗ đây cũng có một chồi nhỏ nữa này. Đó. Rồi. Đối với kiếm thì chúng ta có thể gửi thường cũng được. Đấy, kiếm này thì nó sẽ kiểu như là nó ổn định lá rồi này.
Cái loại này này ổn định lá đó này. Ba về này là 150 nhé. Đó, kiếm ruby hình số 2, một về to 200.000. Đây ạ. À, một về to 200.000 đây. Cũng đang có nhiều mầm tơ đang lên. Rồi hình số 3 cũng 200. Về số 3 cũng 200. Đây. Đây, đây là một thân tơ nó này. Đây. Rồi. Rồi hôm nay em có những loại lan như vậy. À, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh của em ạ.